Còn chìa bị đóng nắp từ không mở được, cần cắt thêm một chìa khóa mới để có thể mở được nắp từ và sử dụng được chìa cũ. Mày làm từ nhé, đừng làm nhanh quá. Ui, khổ. Chưa quá thì chị bảo là mày không uy tín đấy. Chưa đặt chân xuống đất. Rồi, ok. Đợi chút nhé. Rồi sang kia nó. Lùm lúa rồi. Anh biết mà cái này. Khổ quá. Tiền chị để cắt nốt cái chìa này vào đây là dùng cái chìa này luôn. Thế thằng em này nó có tiền chứ? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chị cũng được đứng ở trước cửa nhà em mà làm phiền trước cửa nhà em, chị cũng không sao đâu, tình thương mến thương quen nhau cả mà. Cốp này đúng không, cốp này đây, điện này, thử khóa cổ thế nào, đây khóa cái cổ này. Ô, chẳng không? Cần khóa cổ bao giờ đâu, thì cứ phải có khóa mình... con gái nó lên xe trước thì nó không bị khóa. Đây thử của em lại phát, sửa lại cái này nhá. Đấy, cái đấy dùng được rồi đấy, phải sửa lại cái này đó. Sửa lại cái này một tí đã, được rồi, ok. Cụt nó không ở này nè, tóc ở đây không được rồi, nó không hút rồi. Thôi, dạ vâng, chào chú ạ. Em về đã. Dạ vâng, ok, chào cô nhé.